Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý khách mẫu sản phẩm motor rung CBM 3 pha, tốc độ 1400-1500 vòng trên phút, công suất 1,3 kW. Có mã hàng là CBM 2400-4. Lực rung là 24 kN. Có ampe định mức là 3.2 ampe. Có tổng chiều dài là 560 mm, tổng trọng lượng là 76 kg. Ngoài ra quý khách có thể tham khảo nhiều công suất khác như 0.07 kW, 0.37 kW, 1.9 kW, 2.2 kW. Mọi thắc mắc xin liên hệ với công ty chúng tôi qua số điện thoại 0984 60 11 33. Xin cảm ơn.